Và tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài đã vang lên. Pha lên bóng dành cho FC Hanados. Rồi là pha dứt điểm rất nguy hiểm. Tốc độ xuất phi. Pha thổi bóng rất nhanh đến từ tiền đạo mang áo số 7 bên phía FC 36. Dứt điểm. Lần này thì tới lượt vị trí của Cường Neymar là người đã đưa ra một tình huống. Những pha dứt điểm đang được tung ra ngày càng nhiều. Độ chính xác mà nó đem lại vẫn cần được cải thiện một cách đáng kể hơn nữa. Và bây giờ thì là pha dứt điểm của Dũng Chris. Sút xa. Pha dứt điểm rất căng đó là của Viết Sơn. Phản công tiếp tục mở ra. Khoảng trống này cho Dũng Chris. Nhưng Dũng Chris không thể vượt qua được thủ môn Hào Sữa ở trong trận giao hữu ngày hôm nay. Đường chuyền này hơi non và đây là cơ hội. Đối mặt với thủ môn, qua cả thủ môn rồi và vào. Tỷ số được mở với FC Hanados và người ghi bàn đó là Xuân Phi. 1-0. Những phút đã qua là khoảng thời gian mà Xuân Phi cũng đã chơi tương đối năng nổ. Chúng ta sẽ cùng được xem lại cơ đối mặt này của Xuân Phi. Một pha bóng mà Xuân Phi cũng đã xử lý tương đối tinh tế khi vượt qua được cả thủ môn Việt Tăng. Đánh đầu. Bóng vừa đâm vào xa ngang khung thành, vẫn còn. Đã có một cơ hội dành cho FC 36. Đang có những tranh cãi nhưng trọng tài vừa rồi xác định đó là pha bóng vào thủ môn bên phía thủ Hanados chưa thể ôm được lấy trái bóng. Một tiếng lộn xộn trước khung thành. Và khá khó để chúng ta xác định ai là người ghi bàn trong tiếng bóng vừa rồi. Cơ hội và không thể bỏ lỡ. Cú đúp dành cho vị trí của Ngọc Chiến và tỷ số được lên là 2-1 đối với cầu thủ FC 36. Rất nhanh từ thế dẫn bàn thì bây giờ Hanados trở thành những người phải rượt đuổi. Tiếp tục sẽ lên bóng với FC 36. Căng ngang. Bóng đã đi cắt ngang khung thành. Sút bóng. Đó là pha dứt điểm tương đối nguy hiểm. Bóng vẫn trong chân đội bóng xanh. Không vào. Dứt điểm. Thêm một lần nữa thì bóng đi trên cột dọc khung thành. Theo tôi bóng vừa rồi thì hậu vệ Cường Quốc bên phía Hanados cũng đã bọc lót khá tốt. Tiếp tục sẽ có thêm những cơ hội đến với FC 36. Khoảng trống của 3-1. 3-1 dành cho cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Và qua người và dứt điểm vào góc gần. Không có lỗi và trọng tài vẫn đang cho phép trận đấu được tiếp tục. Đúng vào, bóng không thể vượt qua được tay của thủ môn. Điểm từ xa. Vẫn còn và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho con 1-2. Thưa khán giả, đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số cho con 2-3. Tình huống lập công đến từ vị trí của Viết Sơn.
Lần này thì cơ hội phản công sẽ mở ra và dành cho FC 36. Sút xa. Cơ hội nâng tỷ số lên 4-2 là vẫn còn. Và dứt điểm khiến cho thủ môn Việt Tằng cũng phải... Vừa rồi cũng là một tình huống mà thêm Nguyễn đã phải làm việc tương đối vất vả. Và tầng bóng không thể qua được. Quyết định quá vội vàng khi mà vừa rồi thì FC 36 có lợi thế với quân số, cũng như có lợi thế khi những khoảng trống mở ra là rất lớn. Đúng vào cho giúp Chris không thể vượt qua được hậu vệ mà số 14 của cầu thủ Hanados. Dứt điểm, bóng vẫn chưa đi vào lưới. Dũng Chris. Đường truyền vẩy mà khá tốt của Dũng Chris. Thêm một cơ hội nữa. Và lần này thì đã có bàn thắng dành cho cầu thủ FC 36. Pha xử lý rất tinh tế. Chúng ta sẽ được xem lại pha xử lý này. Một pha bóng mà thủ môn bên phía Hanados trong tiếng băng ra. Đánh đâu? Vẫn không vào. Eseados, tuy nhiên thì trong pha dứt điểm cuối cùng nó lại thiếu đi khá nhiều sự chính xác. Tiếp tục sẽ có thêm một cơ hội nữa. Vẫn còn, khó tin là trong tình huống bóng này thì Anaros lại không thể được chạy bóng đi vào lưới. Dũng Chris. Thêm một cơ hội nữa mở ra, đối mặt. 3-4 và lại là Xuân Phỉ. Cú đúp của Xuân Phỉ và cách biệt bây giờ sẽ được trở lại là một bàn. Một bàn đang cách biệt và chúng ta vẫn còn khoảng một nửa thời gian của hiệp hai nữa. Và đối mặt và tình huống dứt điểm của Xuân Phỉ là khá tinh tế. Thêm cơ hội nữa được mở ra. Bóng đi chạy cột ra khung thành trong gang tấc. Dũng Chris đường truyền ra cánh. Và thêm một lần nữa thì tỷ số lại được nâng lên 5-3 và bây giờ thì tới lượt Dũng Chris là người đã nổ súng. Một pha đập nhà 1-2 rất nhịp nhàng. Và Dũng Chris cũng có cho mình một pha chọn vị trí thực sự là hợp lý để có thể đệm bóng ghi bàn. Dứt điểm. Lần này thì tới lượt vị trí cầu thủ ma số 15 bên Vinaros là người đã thủ tài, là người đã thử tài với thủ môn Thêm Nguyễn. Tiếp tục sẽ có thêm pha tấn công nữa. Pha dứt điểm rất căng. Xử lý không thành công. Không vào. Chuyển dọc biên đối mặt. Không vào. Hợp lý. Dứt điểm. Rất bất ngờ. Cội cố định tiếp theo đến từ chấm phạt góc dành cho Hanados. Và đây là tuyến này 4-5. Tiếng sút xa rất tốt đến từ đội bóng áo xanh. Bóng được trả lại tuyến này. Và khi không có bất cứ một tác động theo kèm nào, không có bất cứ một pha sự áp sát tương đối kịp thời. Tiếp tục là dứt điểm. Băng vào không thành công. Đây sẽ là một cơ hội phản công để mở ra. Rất có thể sẽ mở ra bàn thắng gỡ hòa. Dứt điểm. Và đó chính là bàn thắng gỡ hòa 5-5. 5-5, một trận đấu thực sự là quá kịch tính. Người ghi bàn lần này không ai khác, đó lại là cái tên Viết Sơn. Pha dứt điểm rất căng. Nó đã đánh bại hoàn toàn những phản xạ của thủ môn Thêm Nguyễn. Đường truyền là hơi dài. Và đúng lúc này tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên. Trận đấu giữa FC 36 FC Ados đã kết thúc với 10 bàn thắng chia đều cho cả đội bóng. Và một lần nữa dành những lời cảm ơn đến với những khán giả đã quan tâm theo dõi trực tiếp buổi tường thuật này. Hẹn gặp lại vào những trận đấu tiếp theo được tường thuật trên sóng của Kết Nối Bóng Đá, cũng như là những chương trình được thực hiện bởi C4 Studio.